Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thể thao 24/7. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với diễn biến của chặng đua đầu tiên giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 diễn ra vào sáng nay, chặng đua vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ở bất cứ một giải đua xe đạp nào trên thế giới, những chặng đua đường bằng như thế này sẽ rất khó để các cua rơ có thể tạo ra khoảng cách đáng kể. Điều đó khiến những cuộc cạnh tranh ở những mốc tính điểm và vạch đích luôn diễn ra hấp dẫn. Trước khi diễn ra lễ khai mạc giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019, ban tổ chức đã tiến hành làm lễ dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. Trong lần thứ tư được tổ chức, quy mô và sự chuyên nghiệp của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen đã bước lên một tầm cao mới. Điểm đặc biệt của giải năm nay là có sự góp mặt của 12 đội đua, gồm 6 đội đua trong nước và 6 đội đua quốc tế. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh vô cùng hấp dẫn và quyết liệt ở các hạng mục cá nhân và đồng đội. Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua đã bước vào tranh tài ở chặng 1, đua 30 vòng vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Korean Cycling của Hàn Quốc là đội gây ấn tượng mạnh trong ngày khai màn khi có hai tay đua là Im Jae-yoon và Jo Kang-yoon rút đích thành công ở cả hai sprint. Tới vòng thứ 30, Im Jae-yoon tiếp tục chứng tỏ khả năng rút đích của mình để cán đích đầu tiên, qua đó giành chiến thắng ở chặng 1 và tạm giữ chiếc áo vàng của giải. Chiến thắng trong ngày mở màn sẽ là tiền đề để tôi hướng tới danh hiệu áo vàng. Đội đua của chúng tôi quyết tâm sẽ giành được chiếc áo vàng và áo xanh của giải năm nay. Chúng tôi sẽ làm hết sức để có được kết quả ấn tượng nhất. Về đích thứ 2 và 3 ở chặng này, lần lượt là tay đua Park Kyung-gu của tập đoàn Lộc Trời và Nguyễn Trường Tài của đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai, giải sẽ tiếp tục bước vào chặng 2 có lộ trình dài 144 km từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Các tay đua sẽ xuất phát từ nhà hát lớn Hà Nội và sẽ kết thúc hành trình tại Hải Đăng Bãi Cháy.